Chỉ trong hơn 2 ngày kể từ khi xung đột Israel và Hamas nổ ra, hàng không mẫu hạm UFO hiện đại bậc nhất của Mỹ đã có mặt tại Trung Đông sau khi vượt qua quãng đường dài hơn 2.400 km. Một tuần sau đó, tàu đổ bộ UFO-10 chở theo hơn 2.000 lính thủy đánh bộ cùng nối đuôi UFO để sẵn sàng ứng phó khi có biến cố xảy ra. Tốc độ triển khai lực lượng của quân đội Hoa Kỳ đến các điểm nóng trên khắp thế giới là đáng kinh ngạc, và nó khiến cho tất cả các đối thủ phải e dè. Căn cứ vào thời gian Mỹ triển khai quân ở Trung Đông, giới phân tích đã tính toán rằng chỉ cần 6 ngày để hàng không mẫu hạm của Mỹ có mặt ở eo biển Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Không chỉ có thể triển khai lực lượng nhanh chóng trên toàn cầu, quân đội còn được đánh giá có đủ khả năng đối phó với hai cuộc chiến tranh cùng một lúc. Trong chương trình hôm nay, Thế giới Tiêu điểm sẽ giúp quý vị phân tích sâu hơn về sức mạnh quân đội Mỹ thông qua các cuộc triển khai lực lượng trên biển. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tháng 10, xung đột vũ trang đã nổ ra giữa Israel và Hamas. Trong gần một tuần, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hamas ở Gaza. Ngay lập tức, Mỹ đã điều hai tàu đến Trung Đông, đồng thời điều tàu đổ bộ UFO-10 chở hơn 2.000 lính thủy đánh bộ tới chiến trường nóng bỏng này. Hàng không mẫu hạm đầu tiên đến Trung Đông là UFO-10 vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 10. UFO-10 đến phía tây Địa Trung Hải, gần quần đảo Mallorca ở Tây Ban Nha. Ngày 8 tháng 10, UFO-10 đã khởi hành về phía đông tây nam đảo Sardinia của Ý và chỉ 2 ngày sau, vào ngày 10 tháng 10, con tàu này đã có mặt tại Trung Đông. Như vậy, chỉ trong hơn 2 ngày, hàng không mẫu hạm của Mỹ đã di chuyển một quãng đường dài hơn 2.400 km với tốc độ trung bình 45 km trên giờ, khoảng 24 hải lý trên giờ. Với tốc độ như vậy của UFO-10, chúng ta có thể dễ dàng tính được thời gian Mỹ triển khai tàu chiến đến Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc tấn công. Theo đó, khoảng cách từ căn cứ Hawaii của hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đến căn cứ Okinawa quanh eo biển Đài Loan là khoảng 7.400 km. Với tốc độ của hàng không mẫu hạm UFO-10, nó có thể đến eo biển Đài Loan từ Hawaii trong vòng 6 ngày. Hàng không mẫu hạm Ford đã được triển khai ở Địa Trung Hải từ tháng 5 năm ngoái và dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ với mục đích chính là uy hiếp Nga trong chiến tranh với Ukraine. Các tàu sân bay Mỹ thường triển khai ở nước ngoài trong 6 tháng, còn hàng không mẫu hạm UFO-10 bắt đầu triển khai từ tháng 5 và lẽ ra phải quay trở lại Mỹ vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, do xung đột Israel bùng phát bất ngờ vào đầu tháng 10, nên Bộ Quốc phòng Mỹ đã kéo dài thời gian sắp xếp hàng không mẫu hạm này. Một hàng không mẫu hạm khác là Eisenhower, ban đầu dự kiến đến Địa Trung Hải vào tháng 11 để thay thế tàu Ford, nhưng hiện tại đã khởi hành sớm hơn, hướng tới Địa Trung Hải với hạm đội gồm một tàu tuần dương và hai tàu khu trục. UFO-10 là hàng không mẫu hạm hiện đại nhất của Mỹ hiện nay. Nó tiên tiến hơn nhiều so với các tàu lớp Nimitz hiện đang phục vụ ở Mỹ. UFO-10 được trang bị hệ thống điện mới, sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân A1B tiên tiến nhất, giúp giảm 50% nhân lực vận hành, nhưng sản lượng điện phát ra gấp 3 lần so với tàu lớp Nimitz. Điều này cho phép hàng không mẫu hạm Ford có thể hỗ trợ tối đa hệ thống phóng điện từ, đánh chặn điện từ. Hơn nữa, lò phản ứng hạt nhân A1B có thể hoạt động trong 50 năm mà không cần thay thành nhiên liệu. Ngoài ra, hàng không mẫu hạm Ford còn được trang bị máy phóng điện từ và hệ thống hãm tốc độ tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Hiện tại, các tàu sân bay chủ đạo trên thế giới hoặc sử dụng máy phóng hơi nước như hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Mỹ, hoặc đường băng kiểu dốc trượt tuyết, đại diện là tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc và Kuznetsov Number của Nga. Sau khi sử dụng phương pháp phóng điện từ tiên tiến, UFO-10 đã cải thiện hiệu suất chiến đấu của hàng không mẫu hạm về mọi mặt. Trước hết, máy phóng điện từ mới cần ít nhân lực hơn 35%, có thể đẩy máy bay nặng hơn và có thể nhanh chóng đẩy máy bay thuộc nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Vì không tiêu thụ nước ngọt và hơi nước, nên máy phóng điện từ cũng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất điều động của máy bay hoạt động trên hàng không mẫu hạm. Tàu lớp Nimitz hiện có thể đạt tỷ lệ xuất kích tối đa là 140-160 phi vụ mỗi ngày, trong khi lớp Ford có thể đạt 180-220 phi vụ mỗi ngày.
Ngoài ra, hệ thống đánh chặn được hàng không mẫu hạm Ford sử dụng cũng là chặn điện tử. Máy tính có thể phân tích ứng suất tức thời của cáp chặn trong thời gian thực và đưa nó trở lại động cơ. Điều này có thể cải thiện đáng kể hiệu quả chặn. Hàng không mẫu hạm lớp 4 cũng được trang bị radar mảng pha băng tần kết FBI-3 và FBI-4. FBI-3 là radar băng tần X, chịu trách nhiệm chính về tìm kiếm và theo dõi ở độ cao thấp, trong khi FBI-4 chủ yếu chịu trách nhiệm cảnh báo từ xa. Ban đầu, nó được phát triển cho tàu khu trục lớp Z-Ward, sau này được trang bị trên các hàng không mẫu hạm lớp 4. Điều quan trọng nhất là các hàng không mẫu hạm lớp 4 cũng sẽ được trang bị máy bay F-35C trong tương lai. Phi đội máy bay F-35C đầu tiên hoạt động trên hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ hiện đang được triển khai trên tàu Odessa Vision thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Tầm quan trọng của nó là hiển nhiên vì nó được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa ở Tây Thái Bình Dương bất cứ lúc nào, chuẩn bị cho những xung đột có thể xảy ra trong khu vực. Vì vậy, chiếc Odessa hiện thuộc hạm đội Đại Tây Dương không được trang bị F-35C, nhưng việc trang bị chiến đấu cơ này trong tương lai sẽ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Nói chung, Odessa là đỉnh cao của ngành công nghiệp hàng không mẫu hạm, hiện nay xét về hiệu quả điều động máy bay chiến đấu trên tàu, hệ thống điện, radar, hiệu suất của máy bay trên hàng không mẫu hạm và các khía cạnh khác. Việc triển khai tàu Ford ở Trung Đông đủ cho thấy Mỹ rất coi trọng khu vực này. Ngoài Odessa, ngày 16 tháng 10, quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Barton hiện đang làm nhiệm vụ gần Biển Đỏ cũng đang đi tới Israel trong trận chiến trên bộ sắp xảy ra giữa Hamas và Israel, giúp Mỹ chuẩn bị cho mọi phản ứng có thể xảy ra. Tàu đổ bộ USS Barton cũng sẽ vận chuyển lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 26, tổng cộng 2.400 binh sĩ. Lực lượng này dự kiến sẽ đến Israel vào khoảng ngày 21 tháng 10, khi đó họ đã gia nhập nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Odessa đã được triển khai trong khu vực. Odessa Barton là tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp thứ 5 của Hoa Kỳ. Tàu tấn công này có thể cất cánh và hạ cánh các trực thăng vũ trang, máy bay tấn công Harrier, bao gồm cả máy bay cánh quạt nghiêng Osprey rất phổ biến hiện nay. Khoang xe của tàu đủ chỗ cho 5 xe tăng chiến đấu chủ lực M1, 25 xe bọc thép hạng nhẹ, 68 xe tải quân sự, v.v. Trong cabin hạ cánh, nó cũng có thể chở 3 thủy phi cơ, 12 tàu đổ bộ cơ giới hoặc 40 phương tiện tấn công đổ bộ. Mặc dù các tàu tấn công đổ bộ của Mỹ thuộc sở hữu của Hải quân, nhưng chúng luôn được sử dụng cùng với thủy quân lục chiến, thậm chí một số thành viên phi hành đoàn trên còn là thành viên của thủy quân lục chiến. Ví dụ, máy bay cánh quạt nghiêng Osprey của thủy quân lục chiến có thể được triển khai trên các tàu tấn công đổ bộ. Ngoài ra, tàu tấn công đổ bộ USS Carter Horn cũng đến Israel từ Biển Đỏ, sử dụng hai tàu đổ bộ này làm trung tâm. Mỹ có thể điều động tàu vận chuyển người từ bờ ra tàu. Việc bố trí lực lượng quân sự của Hoa Kỳ là triển khai toàn cầu, phản ứng nhanh chóng ở các khu vực trên thế giới và bất cứ lúc nào đều có lực lượng quân sự của mình. Vì vậy, khi xảy ra khủng hoảng, quân đội Hoa Kỳ thường là lực lượng đầu tiên tới chiến trường. Quân đội Hoa Kỳ có nhiều chiến khu, ví dụ có Bộ Tư lệnh Phương Nam, Bộ Tư lệnh Trung ương. Bộ Tư lệnh Trung ương của Hoa Kỳ không phải là chỉ vùng trung tâm của Hoa Kỳ, mà là vùng trung tâm của toàn cầu, giống như khu vực Trung Đông và Afghanistan nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Xung quanh khu vực Trung Đông, Hoa Kỳ có hai hạm đội lớn. Hạm đội thứ 6 của trụ sở tại Naples, Ý, có một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm được bố trí lâu dài. Hiện thuộc hạm đội 6 là hàng không mẫu hạm mới nhất Odessa. Hàng không mẫu hạm này mới gia nhập hạm đội 6 trong năm nay, đánh dấu lần đầu triển khai dài hạn ở nước ngoài đầu tiên. Ngoài ra, Mỹ còn có hạm đội 5 ở Trung Đông, trụ sở hạm đội 5 đặt tại Manama, Bahrain. Trong cuộc xung đột Palestine-Israel, Mỹ đã tập hợp hai hàng không mẫu hạm và một tàu đổ bộ đến Trung Đông trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn có hai tàu đổ bộ cũng như một hạm đội lớn bao gồm một số tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân. Điều này chứng tỏ hai sự thật của quân đội Hoa Kỳ. Đầu tiên là Hoa Kỳ có khả năng phản ứng nhanh, độc nhất vô nhị trên thế giới. Lực lượng quân sự của Hoa Kỳ được triển khai trên toàn cầu, nhanh chóng xuất hiện. Hàng không mẫu hạm của chúng tôi vốn ở địa Trung Hải và có thể đến Israel trong vòng 2 ngày. Không chỉ hàng không mẫu hạm, ngay cả thủy quân lục chiến cũng sẵn sàng lên đường thẳng từ Kuwait
đến Israel. Không quốc gia nào có thể đạt được khả năng phản ứng nhanh như vậy. Thực tế thứ hai là Hoa Kỳ có đủ thực lực để đối phó với hai cuộc chiến tranh cùng một lúc. Gần đây, Hoa Kỳ đã cung cấp thêm 200 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Khi tham dự một hội nghị quốc tế ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói với giới truyền thông rằng Hoa Kỳ có thể đồng thời viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Zeplin bày tỏ, Hoa Kỳ có đủ khả năng để tiến hành hai cuộc chiến tranh và có thể cùng lúc hỗ trợ Israel và Ukraine. Vào ngày 12 tháng 10, theo báo cáo của Reuters, một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên bố sau một nghiên cứu, Hoa Kỳ phải mở rộng lực lượng thông thường, tăng cường mối quan hệ liên minh, làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến tranh cùng lúc với Nga và Trung Quốc. Hiện nay, dù ở Ukraine hay Israel, quân đội Mỹ vẫn chưa trực tiếp tham gia vào cuộc chiến mà tất cả những gì Mỹ làm chỉ là hỗ trợ kinh tế và quân sự ở hậu trường. Dù là chiến trường Ukraine hay chiến trường Israel, quân đội Mỹ đều không trực tiếp tham gia cuộc chiến và việc triển khai quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ không ảnh hưởng gì đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hàng không mẫu hạm Ford và Eisenhower được điều động lần này vốn thuộc về hạm đội Đại Tây Dương. Cùng lúc đó ở Thái Bình Dương, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và tàu tấn công đổ bộ lớp America vẫn được triển khai ở Nhật Bản. Còn hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang hoạt động ở Đông Thái Bình Dương. Đây là điểm mạnh nổi bật của quân đội Mỹ, không chỉ có thể triển khai nhanh chóng trên toàn cầu mà còn có thể đối phó với hai cuộc chiến tranh cùng một lúc. Chương trình hôm nay của Thế giới Tiêu Điểm đến đây là kết thúc. Quý vị hãy để lại bình luận để bày tỏ quan điểm của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.